Hôm nay cô và các con cùng tìm hiểu hai vần mới có âm o đứng đầu, đó là vần oa và vần e. Cô có vần oa, vậy bạn nào phân tích cho cô vần oa? Con giỏi lắm. Vần oa có âm o đứng trước, âm a đứng sau. Và khi đọc vần có âm o đứng đầu, các con nhớ đọc tròn môi. Các bạn nghe cô đọc o a oa. Cô có tiếng họa, bạn nào phân tích cho cô tiếng họa? Đúng rồi, con giỏi lắm. Tiếng họa gồm có âm hờ đứng trước, vần oa đứng sau, dấu nặng dưới âm a. Cô đọc hờ o hoa nặng họa. Các bạn xem tranh, tranh vẽ gì? Con giỏi lắm, cảm ơn con. Tranh vẽ một người đang vẽ tranh thì người ta gọi là họa sĩ. Cô có từ họa sĩ. Sĩ là người vẽ tranh đó nha các bạn. Bây giờ các cô và các bạn cùng đọc lại bài o a oa hờ o hoa nặng họa họa sĩ. Các bạn xem tiếp bức tranh vẽ ba cô gái đang làm gì. Cô cảm ơn con giỏi lắm. Tranh vẽ ba cô gái đang múa điệu múa, đó là điệu múa xòe. Đây là điệu múa của đây là điệu múa dân gian của người Thái. Bạn nào cho cô biết trong từ múa xòe tiếng nào con được học rồi? Đúng rồi, đó là tiếng múa. Hôm nay cô sẽ dạy con tiếng xòe. Bạn nào phân tích cho cô tiếng xòe? Giỏi lắm, cảm ơn con. Trong tiếng xòe có âm sờ đứng trước, vần e đứng sau, thanh huyền trên đầu âm e. Hôm nay cô dạy con vần e. Bạn nào phân tích cho cô vần e? Cảm ơn con. Vần e gồm có hai âm, âm o đứng trước, âm e đứng sau. Các bạn nghe cô đọc o e e sờ e xe huyền xòe múa xòe. Cô và các con vừa tìm hiểu hai vần vần oa và vần e. Thế bây giờ bạn nào cho cô so sánh cho cô hai vần hôm nay mình học giống nhau cái gì nào? Giỏi lắm, cảm ơn con. Hai vần hôm nay học giống nhau là có âm o đứng đầu và khác nhau là vần oa có âm a đứng cuối và vần e có âm e đứng cuối. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại cả bài nhé. O a oa hờ o hoa nặng họa họa sĩ. O e sờ e xe huyền xòe múa xòe. Các bạn nào cho cô biết là trên tay cô đang cầm quyển gì nào? À, cảm ơn con giỏi lắm. Trên tay cô đang cầm một quyển sách giáo khoa. Thế bạn nào biết sách giáo khoa là gì không nào? Sách giáo khoa là trong đó người ta in những bài học, bài tập để con có thêm kiến thức. Và tụi con nhớ khi sử dụng sách giáo khoa, tụi con nhớ lật nhẹ nhàng và không bôi bẩn nhé. Cô có từ sách giáo khoa. Thế bạn nào cho cô biết trong từ sách giáo khoa tiếng nào chứa vần hôm nay mình học? À, con giỏi lắm. Đó là tiếng khoa chứa vần A. Cô đọc sách giáo khoa. Tiếp theo, cô có từ hòa bình. Bạn nào phân tích cho cô tiếng hòa? Cảm ơn con rất là giỏi. Tiếng hòa gồm có âm hờ đứng trước, vần oa đứng sau.
thanh huyền trên đầu âm A. Cô đọc hòa bình. Và hòa bình là không có chiến tranh nhé các con. Bây giờ các bạn cùng lắng nghe tiếng hót của con gì nhé. Rồi, bạn nào cho cô biết các con vừa nghe tiếng hót của con chim gì? À, cảm ơn con giỏi lắm. Đó là tiếng hót của con chim chích, chích chè. Cô có từ chích chè. Trong từ chích chè, tiếng nào chứa vần hôm nay mình học? Cảm ơn con, đó là tiếng chè chứa vần e. Đây là chim chích chè nhé các bạn. Chim chích chè là một loại chim rất là quý và nó hót rất là hay và có ích. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ các loài chim và không nên săn bắt chim. Tụi con nhớ chưa nào? Bây giờ các bạn xem tranh và cho cô biết các bạn trong tranh đang làm gì. Giỏi lắm, cảm ơn con. Các bạn trong tranh đang múa thể dục nhịp điệu, đây cũng là một môn thể dục để cho giúp cho chúng ta có thêm sức khỏe. Vì vậy cô có từ mạnh khỏe. Trong từ mạnh khỏe, tiếng nào chứa vần hôm nay mình học? Cảm ơn con, đó là tiếng khỏe. Cô đọc mạnh khỏe. Bây giờ cô và các bạn cùng ôn lại bốn từ ứng dụng hôm nay mình học nhé. Sách giáo khoa, hòa bình, chích chè, mạnh khỏe. Và các bạn cùng nhau đọc lại bài hôm nay mình học nhé. Oa, họa, họa sĩ. E, xòe, múa xòe. Sách giáo khoa, hòa bình, chích chè, mạnh khỏe. Tiếp theo, cô sẽ cho các bạn quan sát tiếp một bức tranh và các bạn quan sát và cho cô biết trong tranh vẽ những loại hoa gì nhé các bạn. Câu trả lời rất là chính xác, cô cảm ơn con. Tranh vẽ hoa ban và hoa hồng. Cô có 4 câu ứng dụng của bài ngoài hôm nay. Các bạn lắng nghe cô đọc. Hoa ban xòe cánh trắng, lan tươi màu nắng vàng, cành hồng khoe nụ thắm, bay làn hương dịu dàng. Thế trong 4 câu thơ ứng dụng này, bạn nào cho cô biết tiếng nào chứa vần hôm nay mình học? Cảm ơn con giỏi lắm. Đó là tiếng hoa, tiếng xòe và tiếng khoe. Bây giờ các bạn cùng nhau đọc với cô nhé. Hờ o hoa, sờ e xe huyền xòe, khờ e khoe. Tiếp theo các bạn lắng nghe cô đọc cả bản thơ nè. Hoa ban xòe cánh trắng, lan tươi màu nắng vàng, cành hồng khoe nụ thắm, bay làn hương dịu dàng. Khi đọc các bạn nhớ chú ý nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ. Các bạn nhớ chưa nào? Thế là cô và các bạn vừa đọc 4 dòng thơ ứng dụng. Như các bạn biết, mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng. Giống như hôm nay mình học hoa ban và hoa hồng. Chúng ta nhớ chăm sóc hoa và không bẻ cành hái hoa. Các con nhớ chưa nào? Cảm ơn các con. Các bạn đã vừa đọc xong vần oa và vần e và cả bài hôm nay cũng như những đoạn thơ trong bài học ngày hôm nay. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau luyện nói nhé.
Và chủ đề liệu nói của mình hôm nay là gì? Các bạn cùng xem tranh với cô. Bạn nào cho cô biết tranh vẽ gì? Câu trả lời rất là chính xác. Cảm ơn các bạn. Tranh vẽ các bạn nhỏ đang tập thể dục. Thế các bạn tập thể dục để làm gì con? Cô mời con. À, cảm ơn con. Thế để có sức khỏe tốt chúng ta phải làm gì? Con giỏi lắm. Để có sức khỏe tốt chúng ta thường xuyên tập thể dục và ăn uống điều độ, đủ chất. Các bạn nhớ chưa nào? Thế bạn nào cho cô biết con đã làm gì để giữ gìn sức khỏe nào? À, cảm ơn con. Con rất là giỏi. Để giữ gìn sức khỏe chúng ta nên giữ vệ sinh cá nhân và thường xuyên tập thể dục nhé. Đó cũng chính là chủ đề luyện nói của mình ngày hôm nay. Bạn nào giúp cô đọc chủ đề luyện nói của mình nào? Cảm ơn con đọc rất là giỏi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau luyện viết. Cô đọc nốt dưới đường liên hai, cô viết con chữ O. Nối mép với con chữ A. Kết thúc ở đường liên một. Tiếp theo, cô đọc bút dưới đường liên hai. Cô viết con chữ O, nối mép với con chữ E. Kết thúc giữa dòng liên một. Chưa. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các bạn viết từ họa sĩ và từ múa xòe. Cô đọc bút trên đường liên hai. Cô viết con chữ hò. Đi bút cô viết chữ ghi vùng O. Kết thúc ở đường liên 1. Nhấc bút đặt dấu nặng dưới con chữ A. Cách một con chữ O cô viết tiến sĩ. Chữ M. Nối nét viết chữ ghi gần ua. Kết thúc ở đường ly 1. Nhấc bút đặt dấu sắc trên đầu chữ U. Cách một con chữ O cô viết tiếng xòe. Kết thúc giữa dòng liên 1. Nhấc bút đặt dấu viền trên đầu chữ E. À, cô và các con đã cùng nhau luyện viết bài hôm nay. Ngày hôm nay cô có viết bài tập như sau. Viết bài tập này gồm 3 bài tập. Bài thứ nhất là điền vần oa hay vần oe. Tụi con nhớ nhìn tranh và điền vần cho chính xác nhé. Bài 2 là đọc các từ sau. Tụi con nhớ đọc và phát âm đúng như bài hôm nay mình học. Bài 3 là phần viết. Các bạn nhớ viết đúng độ cao và độ rộng và khoảng cách giữa hai tiếng nhé. Khi làm bài tập xong, tụi con nhớ nói ba mẹ chụp hình và gửi lại cho cô kiểm tra nhé. Bài học của mình đến đây là hết rồi. Cô chào các bạn nhé.